Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 năm 2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố đã thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Đây không chỉ là dấu ấn đặc biệt của ngành y học Việt Nam mà còn là một cột mốc thay đổi cuộc đời người đàn ông 32 tuổi Phạm Văn Vương. Với đôi bàn tay mới, cuộc sống của người đàn ông ấy hiện giờ ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đối với cả cái ca Vương mà nói, cái ca ghép chi đầu tiên trên từ người cho sống cho bệnh nhân Vương, thì đây là một cái ca rất đặc biệt, là coi là một ca lần đầu tiên trên thế giới ghép từ người cho sống. Với sự quyết định của giáo sư tiến sĩ Mai Hồng Vàng và sự quyết tâm của ban giám đốc bệnh viện và đặc biệt là thầy Nguyễn Thế Hoàng, thì chúng tôi đã quyết định làm. Vì là trên bệnh nhân nền cho là một bệnh nhân trước đó là có một cái cho vào một cái băng truyền. Chính vì thế là cái bệnh nhân cho là bệnh nhân nhiễm trùng toàn bộ từ cánh tay đến đây và hở lộ hết toàn bộ tĩnh mạch và động mạch. Thế chúng tôi thấy là khả năng không giữ được nổi thì quyết định phải cắt cụt. Quyết định cắt cụt cũng hội chẩn lên, cũng hội chẩn rất nhiều lần. Nhưng mà khi mà chúng tôi có một cái vấn đề là khi mà ghép cái bệnh nhân đấy cho cái bệnh nhân Vương đó thì có một cái vấn đề là như thế này. Sau khi ghép thì chúng ta đã phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, tức là gần như là bệnh nhân không có sức đề kháng nữa. Thế nhưng mà lại trên nền một cái tay cho thì lại có yếu tố nhiễm trùng. Thế thì khả năng đấy đánh giá ra là một cái vấn đề là nếu như ghép vào trên nền bệnh nhân không có dùng thuốc ức chế miễn dịch thì liệu có bùng phát nhiễm trùng đấy không? Mà khi mà bùng phát nhiễm trùng đối với nhân Vương như thế thì có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, mà cái đấy rất nguy kịch đối với bệnh nhân khi mà nhiễm khuẩn huyết. Nhưng mà với vấn đề một số kỹ thuật dưới sự dẫn dắt của thầy Hoàng thì chúng tôi đã sử dụng rồi rửa rất là sạch, rồi rửa nhiều lần và sau đó dùng kháng sinh và theo dõi rất sát thì bệnh nhân lại hoàn thiện, trong quá trình hồi phục thì hoàn toàn bình thường. Năm 2016 thì mình có không may bị tai nạn lao động, thì bị máy dập nát bàn tay trái. Thì sau đấy là mình được công ty đưa lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phẫu thuật và cắt bỏ vì nó bị dập nát, không giữ được ấy. Lấy bàn tay phải giữ nâng bàn tay trái còn khá yếu, Vương hồ hởi khoe. Giờ anh đã có thể tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân, như tự vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo cho con nhỏ, bê bát đũa dọn mâm cơm. Thậm chí anh có thể tự đi xe máy xa, không còn phụ thuộc vào vợ như trước. Hạnh phúc nhất là giờ tôi có thể mặc quần áo cho con trai nhỏ, bế con chắc chắn hơn, Vương nói. Tai nạn lao động năm 2016 cướp đi bàn tay trái của chàng trai khỏe mạnh Phạm Văn Vương khi đứa con trai đầu mới chào đời. Công việc làm công nhân đột dập vậy là phải từ bỏ, cuộc sống thật sự bế tắc. Thời gian đầu rất khó khăn với Vương vì anh đang làm quen với cuộc sống hai tay. Nhiều lúc cứ đưa bàn tay trái ra như một thói quen để làm việc. Nhưng bàn tay rơi vào hư không, tay trái bị cụt tới 1/3 cẳng tay. Nhiều lúc tôi nằm khóc một mình, nhưng khi đối diện với người nhà phải tươi cười, che giấu đi nỗi buồn của mình, Vương tâm sự. Bây giờ người vợ cũng làm công nhân ở một nhà máy, vừa sinh con đầu lòng, chưa đầy một năm nói với chồng mình đừng quá suy sụp, không kiếm được tiền vợ sẽ đi kiếm. Điều mà Vương hạnh phúc hơn cả với tư cách là một người đàn ông trụ cột trong gia đình là trước khi ghép gần như phụ thuộc vào người khác, còn hiện nay tự làm được rất nhiều việc. Vương có thể tự tin đi làm nuôi vợ. Cậu con trai nhỏ mới chào đời cũng đã được bố ẵm bồng bằng hai bàn tay vững vàng. Năm qua là một năm có nhiều niềm vui lớn, tôi có bàn tay mới đón chào một thành viên mới chào đời. Không hạnh phúc nào có thể bằng, Vương nói. Giữa tháng 1 năm 2020, thời điểm cận Tết Nguyên đán, Vương nhận được cuộc gọi từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đã có người đồng ý hiến tay cho Vương, em thu xếp lên bệnh viện để làm các xét nghiệm. Ngắt cuộc điện thoại, Vương tiếp tục dấy lên niềm hy vọng, nhưng kèm với đó là một nỗi hoài nghi lớn. Không phải nỗi hoài nghi ghép tay không thành công mà lo lắng về cơ hội, có thể sẽ bị hụt như lần trước.
Trong ngày chuẩn bị phẫu thuật, mọi thủ tục nhập viện cho anh Vương được diễn ra nhanh chóng. Bàn tay được hiến tặng là từ một người đàn ông 51 tuổi bị tai nạn băng chuyền của máy tải gạch cuốn, đè ép lên tay trái. Các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch giữa hai người, cho và người nhận, đạt mức hòa hợp gần như tối ưu. Các bác sĩ khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được thực hiện phẫu thuật ghép chi thể đồng loại từ người cho sống. Cũng trong ngày, một cuộc hội chẩn toàn bệnh viện do giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, giám đốc bệnh viện chủ trì được diễn ra. Trong buổi hội chẩn và các chuyên gia lần lượt đưa ra quan điểm của mình, có người cho rằng việc ghép tay là sáng tạo, khả thi, cũng có ý kiến còn nhiều băn khoăn lo ngại. Ngày 21 tháng 1, bệnh nhân Phạm Văn Vương đã được phẫu thuật ghép 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay lấy từ người cho sống. Ca phẫu thuật do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng cùng các bác sĩ khoa chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình thực hiện. Đây là ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. 9 giờ ngày 28 Tết, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy đôi bàn tay mới của mình, cảm giác như đang mơ. Tôi nhắm chặt lại, mở ra lần nữa để xác thực mình tỉnh táo. Một lần nữa, tôi lại có đủ cả hai bàn tay, anh Vương xúc động kể lại. Quá trình chăm sóc sau ghép của anh được theo dõi cẩn trọng, sát sao. Bệnh nhân ghép tạng đồng loạt phức hợp, phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Anh Vương được cách ly trong một căn phòng kín với rất nhiều máy móc hiện đại hỗ trợ. Ngày đầu sau mổ, tôi chưa cảm thấy đau vì có thể vẫn còn thuốc tê và giảm đau. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn đôi bàn tay mới của mình, trong lòng vui sướng vô cùng. Đến ngày thứ 3, bác sĩ yêu cầu tôi tập vận động các ngón tay, khi đó cảm giác đau đớn ập đến, cả người tôi run lên. Tôi vừa tập vừa lẩm nhẩm trong đầu động viên mình phải cố gắng. Cứ thế tôi cố gắng từng chút một mỗi ngày, anh Vương kể. Một tháng sau mổ, diễn biến của ca ghép thuận lợi, bàn tay sống được tưới máu tốt và vết thương đều đã liền. Anh đã nhúc nhích ngón tay, có thể cầm vật thô và được chuyển sang căn phòng khác có cửa sổ. Từ đây nam bệnh nhân có thể nhìn ngắm bầu trời, cảnh vật trong khuôn viên. Anh ao ước mình sớm hồi phục để được trở về với gia đình, ôm vợ con bằng đôi bàn tay mới. 24 Tết thì giáo sư Hoàng có gọi điện cho mình, bảo là có một ca hiến cái bàn tay thì còn mình có thể ghép. Lúc bây giờ cái cảm giác đấy nó khó tả lắm, nó vui mà không thể nào tả được ấy. Mà giáo sư Hoàng lại gọi vào lúc 11 giờ đêm cơ, là lúc nào gần như là cả đêm đấy mới ngủ ấy. Tôi rất xúc động và hôm mà cháu nó báo tin là bác Hoàng bảo là cháu nó là mai đi ra viện, có người hiến tay, thì là tôi cũng rất hy vọng là cháu nó được bàn tay của người cho để ghép cho cái thân mình nó hoàn thiện hơn. Đến lúc tôi lên tôi nhìn thấy cháu nó ghép được bàn tay rồi thì tôi lên tôi thăm cháu, thì tôi rất xúc động và rất biết ơn và cảm ơn tất cả các bác sĩ và các điều dưỡng ở bệnh viện 108 đã cố gắng hết sức và giúp đỡ cháu Vương được như ngày hôm nay. Bây giờ thì tuy rằng bàn tay nó cũng không chưa được như người bình thường, nhưng mà cháu nó vẫn đang tập trị liệu để cho nó bàn tay nó mềm mại và được hoàn thiện như người bình thường. Em ra bố bé nha, bé nha. Ây da ơi. Hôm nay bố đi làm có mệt không? Không. Dạ rồi. Dạ rồi, tay con có rứt không? Nhớ chứ nhở? Yêu, bố yêu đấy. Thế hôm nay con đi lên bệnh viện tập trị liệu thế nào? Vẫn như mọi ngày thôi, tập thì vẫn tập từng phòng một. Vào phòng có các có mọi người, các chị tập cho tay của con đây. Sau khi mà được ghép bàn tay mới ấy, thì lúc bấy giờ mình tỉnh lại, mình nhìn cái bàn tay nó hồng hào ấy,
mình không tin là mắt mình là mình vừa được ghép một bàn tay khác, bàn tay từ người khác. Lúc bây giờ cảm giác đó vui mừng, hồi hộp, nói chung là niềm vui không tả được ấy. Thì sau khi mà ghép được một thời gian ấy thì mình đã bắt đầu tập luyện để cho cái cơ nó dẻo ra, cho bàn tay nó cử động được ấy. Thì trong cái quá trình tập luyện đấy thì cũng có khá nhiều cái gọi là vui có, buồn có, đau nhiều hôm mà đau đến nỗi mà mình sự là đau đến nỗi mà không muốn ai sờ vào cái tay nữa đấy. Nhưng mà để mà nó cho cái tay nó tốt hơn được ý, nó cầm nắm được ý, thì trong lòng vẫn có một cái gọi là tự an ủi mình, tự động viên mình phải làm sao cố gắng tập luyện để cho cái bàn tay nó tốt hơn. Vì cái bàn để có được cái bàn tay như này đã rất nhiều người đã phải bỏ công sức ra để mà có được một cái thành quả như bây giờ ấy. Sau 4 tháng anh Vương hồi phục rất tốt và được cho điều trị ngoại trú. Ngày được trở về nhà điều trị ngoại trú cũng là lúc chị Trang chuẩn bị sinh con thứ hai. Sau khi làm xong hết các thủ tục tại bệnh viện, anh bắt xe về thẳng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, nơi vợ đang chờ sinh. Gặp vợ cùng con trai mới lọt lòng, anh cười tươi ngắm con thật lâu. Thật may, tôi kịp về trong ngày vợ sinh. Cảm ơn các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho tôi được điều trị ngoại trú, sớm trở về với gia đình trong thời khắc quan trọng. Vừa vuốt ve gương mặt nhỏ xíu còn đỏ hòn của con, anh vừa nói. Sau 4 năm, anh Vương được trải nghiệm lại cảm giác bế con bằng đầy đủ cả hai bàn tay. Bế con trên tay, anh chỉ biết diễn tả cảm xúc của mình bằng hai chữ tuyệt vời. Đã rất lâu rồi anh mới lại có được cảm giác ôm con vào lòng trọn vẹn như thế. Anh chia sẻ mình đang rất hạnh phúc. Nhờ kiên trì luyện tập đến nay anh đã có thể cầm nắm được những vật như cốc nước, bê bát cơm, cử động tay chưa thuần thục nhưng sự hồi phục nhanh chóng ngoài mong đợi. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.